Vào thời điểm này, sau một năm trồng trên diện tích một sào, ông Kali ở thôn 1 xã Tân Thượng thu được từ 5 đến 6 kg măng thương phẩm mỗi ngày, chủ yếu cung cấp cho người dân tại địa phương với giá bán 80.000 đồng một ký, lợi nhuận thu được khoảng 10 triệu đồng. Hiện nay, đã có khoảng 10 nông hộ trên địa bàn xã Tân Thượng, Tân Lâm, huyện Di Linh, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi năng suất kém sang trồng trên 3 hectare măng tây. Riêng gia đình ông Kali hiện đang nhân giống để mở rộng quy mô sản xuất với diện tích 4 sào. Khi mô hình được nhân rộng và xây dựng liên kết trong sản xuất thì mới có thể đáp ứng cung cấp số lượng lớn sản phẩm mang tay cho thị trường.